Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Thanh và Truyền Vĩnh Phúc. Trong 9 tháng đầu năm nay, Hội cựu giáo chức xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương. Hội đã huy động được trên 17 triệu đồng tiền quỹ để trao thưởng cho các em học sinh là con, cháu của hội viên có thành tích cao trong học tập. Thực hiện chương trình thắp sáng ước mơ, hội đã tặng 21 xuất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó và giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ nay đến cuối năm 2015, Hội cựu giáo chức xã Vĩnh Thịnh tiếp tục củng cố xây dựng hội vững mạnh, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập, góp phần để mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài tại địa phương. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bệnh nhân đến khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo đã thành lập tổ chăm sóc khách hàng, tổ gồm 4 thành viên là những cán bộ tận tình am hiểu về công tác y tế nhiệm vụ của tổ là đón tiếp hướng dẫn bệnh nhân đến bàn đăng ký khám bệnh hướng dẫn người bệnh vào phòng khám đưa người bệnh đi vào các khoa khi cần đặc biệt hỗ trợ đối với người già neo đơn và bệnh nhân không có người nhà đi cùng giải đáp các thắc mắc về quyền lợi của bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại trung tâm đồng thời tư vấn thăm hỏi chia sẻ về tình hình sức khỏe của mỗi bệnh nhân nằm điều trị nội trú tại trung tâm tư vấn cho bệnh nhân các dịch vụ kỹ thuật mà tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo thực hiện được để người bệnh biết được và có phương hướng điều trị bệnh. Bên cạnh đó, trong quá trình nằm điều trị, bệnh nhân có mong muốn chuyển sang các dịch vụ kỹ thuật khác cũng như thanh toán xuất viện đều được các thành viên của tổ hướng dẫn làm các thủ tục. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao tay nghề của đội ngũ y bác sĩ, thì việc thành lập và đi vào hoạt động của tổ chăm sóc khách hàng đã mang đến sự hài lòng cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1986, trú tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tổ công tác của Công an phường Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên phối hợp với đội trật tự đô thị phường Đồng Tâm tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến đường Lý Thường Kiệt, tổ công tác phát hiện xe ô tô taxi hãng Thiên Đức, biển kiểm soát 88A 07746 đỗ ở nơi có biển cấm đỗ. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, cán bộ công an phường Đồng Tâm yêu cầu lái xe cho kiểm tra giấy tờ. Lái xe Nguyễn Văn Trường không những không chấp hành mà nổ máy và điều khiển xe đâm thẳng vào đồng chí Huy. Hất đồng chí Huy lên nắp capo của xe, sau đó tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy cho đến khi bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin trong nước, trong năm 2016, để giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, các cơ quan quản lý nhà nước cần đẩy mạnh thực thi nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hơn nữa. Đó là ý kiến mà các chuyên gia kinh tế thống nhất tại hội thảo Kinh tế Việt Nam triển vọng 2016 diễn ra ngày 11 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm 2016, về mục tiêu chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước vẫn kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tiến dụng sẽ tập trung vào sản xuất kinh doanh, trong đó ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các lĩnh vực như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năm nhóm lĩnh vực ưu tiên. Bộ Công Thương đang dự thảo thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản, trong đó nêu rõ điều kiện thủ tục xuất khẩu khoáng sản theo dự thảo, doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản, ngoài việc thực hiện các quy định của hải quan, còn phải xuất trình bản chính và cung cấp bản sao có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan các loại giấy tờ sau. Tờ khai chất lượng hoặc phiếu phân tích tiêu chuẩn chất lượng của từng lô hàng khoáng sản xuất khẩu, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản xuất khẩu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải cung cấp báo cáo xuất khẩu khoáng sản của kỳ trước liên kề, trừ doanh nghiệp mới thực hiện xuất khẩu trong kỳ báo cáo đầu tiên. Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cho biết, qua theo dõi nắm bắt tình hình, đơn vị nắm được thông tin về dịch lở mồm long móng và cúm gia cầm có dấu hiệu bùng phát gần đây ở một số quốc gia trong khu vực. Để chủ động đối phó với nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào nước ta thông qua hoạt động nhập khẩu gia súc gia cầm, Cục điều tra chống buôn lậu vừa đề nghị các cục hải quan địa phương khẩn trương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động nhập khẩu gia súc gia cầm ngay từ cửa khẩu các đơn vị hải quan địa phương cũng cần tăng cường công tác thu nhập thông tin, nắm tình hình địa bàn, nhất là khu vực có nhiều đường mòn lối mở, xây dựng kế hoạch kiểm soát với các lực lượng chức năng như biên phòng, quản lý thị trường, thú y để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các trường hợp buôn lậu vận chuyển trái phép gia súc gia cầm qua biên giới. Ngày 10 tháng 11, trước những lo ngại về việc tai biến sau tiêm chủng vaccine Quyên xem ở Việt Nam, tiến sĩ Kohi Toda. Chuyên gia tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khẳng định Quinvacem là vaccine cần thiết để phòng chống các bệnh trong tiêm chủng mở rộng ở trẻ em. WHO vẫn khuyến cáo sử dụng vaccine có thành phần ho gà toàn tế bào để tạo miễn dịch phòng bệnh tốt hơn. Trước một số thông tin trên mạng xã hội khi cho rằng vaccine Quinvacem do Hàn Quốc sản xuất đang trong giai đoạn thử nghiệm trên trẻ em Việt Nam. Tiến sĩ Kohei Toda đã thẳng thắn bác bỏ thông tin trên. Theo chuyên gia tiêm chủng Coherida, từ năm 2006, vaccine Quy và Xem đã được WHO hoàn tất thẩm định chất lượng, sau đó được cấp phép lưu hành. Đến nay, vaccine Qvaxem đã được sử dụng tại 94 nước trên toàn thế giới với số lượng khoảng 449 triệu liều đã được tiêm cho trẻ nhỏ. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 11 tháng 11 giờ địa phương, hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Âu Châu Phi về vấn đề người di cư khai mạc tại La Valetet của Malta, Cuộc họp thượng đỉnh của 50 lãnh đạo từ hai châu lục là nỗ lực mới nhất nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng di cư hiện nay. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đề xuất cung cấp 3,6 tỷ euro tiền viện trợ để thuyết phục các lãnh đạo châu Phi giúp bớt những người di cư vì lý do kinh tế về nước. Tuy nhiên, phía châu Phi hiện vẫn đang nữ nự trước đề xuất này. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về cách thực hiện các biện pháp đã thông qua như đẩy nhanh tiến độ lưu thông dòng người di cư tại khu vực biên giới vùng Ban Căng. Theo số liệu do cơ quan kiểm soát biên giới Liên minh châu Âu vừa công bố, có khoảng 1,2 triệu người di cư bất hợp pháp đã tới Liên minh châu Âu trong vòng 10 tháng đầu tiên của năm nay, tăng gấp 4 lần của cùng kỳ năm 2014. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vừa thông báo chính phủ do ông đứng đầu đã đệ đơn lên tòa án hiến pháp yêu cầu tòa bãi bỏ ngay lập tức Nghị quyết mà cơ quan lập pháp Catalonia vừa thông qua, theo đó chính thức khởi động quá trình thành lập một quốc gia mới tách biệt khỏi Tây Ban Nha vào năm 2017. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp nội các khẩn cấp, ông Mariano Rajoy khẳng định: "Đây không chỉ là phản ứng đối với nghị quyết mà Catalonia vừa thông qua, mà đây là sự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ." Trong khi đó, theo nguồn tin từ Pháp, tòa án hiến pháp Tây Ban Nha dự kiến sẽ bác bỏ nghị quyết được coi là động thái mới nhất của xứ Catalonia trong hàng loạt bước chuẩn bị cho tiến trình tách khỏi Tây Ban Nha. Trước đó, ngày 9 tháng 11, các nhà lập pháp Catalonia đã thông qua nghị quyết kêu gọi cơ quan lập pháp xứ này bắt đầu xây dựng pháp chế trong vòng 30 ngày để thiết lập một hệ thống an ninh xã hội và ngân khố tách biệt khỏi chính quyền trung ương Paris, đồng thời quyết tâm hoàn tất quá trình độc lập trong vòng 18 tháng. Ngày 11 tháng 11, Nga đã trình lên Liên Hợp Quốc một bản dự thảo kế hoạch hòa bình cho Syria. Bản kế hoạch bao gồm việc cải tổ hiến pháp kéo dài 18 tháng và theo sau đó là bầu cử tổng thống mới. Bản dự thảo 8 điểm của Nga đề xuất tổng thống Bashar al-Assad có thể tham gia cuộc bầu cử tổng thống mới. Tổng thống mới sẽ trở thành tổng tư lệnh quân đội và kiểm soát các phòng ban đặc biệt cũng như chính sách đối ngoại của Syria. Nga cũng cho rằng quá trình cải cách hiến pháp không nên được chủ trì bởi ông al-Assad mà người điều phối phải được bầu lên bởi tất cả các bên liên quan. Ngoài ra, Nga đã thúc giục đặc phái viên Liên Hợp Quốc Stefan de Mistura khởi động một chiến dịch hòa giải chính trị giữa liên minh các nhóm đối lập và chính phủ Syri. Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh viễn thông GSAT-15 từ bãi phóng Kuru ở Guyana, lãnh thổ thuộc Pháp tại Nam Mỹ, bằng tên lửa đầy Ariane nằm một trong những tên lửa lớn nhất thế giới. Vệ tinh GSAT-15 do Ấn Độ tự chế tạo nặng hơn 3.000 kg. Vệ sat 15 mang theo 24 hệ thống nhận và phát tín hiệu, giúp truyền hình ảnh trực tiếp về Trái Đất. Thời gian qua, Ấn Độ đã phóng thành công nhiều vệ tinh tự chế tạo phục vụ mục đích dân sự lẫn quân sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Hành và